Mình làm căn nhà. Căn nhà là ở gì? Là house. A house. Con mèo là sắt. Còn con chó? Chó sữa bâu bâu. Nó là ở gì? Rồi cát. Giỏi. Con rắn là ở gì? Rồi chị nít. Con cọp là gì? Chó sai rồi. Còn con bướm là gì? Là bát chư sạch. Còn con trâu? Là bát chư rồi. Còn con ngựa? Là thoát. Còn con bò? Là sâu. Còn con voi? Là ánh phật. Còn con rồng? Là tát trừng bị con trống. Còn chết, sư chết. Tử? Là nói anh. Còn con gấu? Donald là đất. Còn con gấu là gì? Trời bè. Con cá trâu. Ừ, còn con chuột là gì? Là mèo. Giỏi quá. Còn con ong? Trời bè. Ờ, bi. Tôi sắp muốn chết. Ừ, Minh ơi, còn chiếc xe hơi là gì? Xe ô tô á? Trời sao. Giỏi. Còn quả chuối là gì? Là banana. Banana. Quả táo là gì? Là ép bầu. Còn quả cam? Là éo ấu. Gì? Là ấu gì? Còn màu xanh lá? Là dương. Còn màu xanh dương? Màu xanh da trời. Xanh da trời là gì con? Con nhớ đồ bụng cỏ rồi. Ừ. Còn màu xanh da trời là gì? Nói mẹ nghe đi. Màu xanh luôn. Ờ, còn màu vàng. Màu vàng là gì? Nói mẹ nghe coi. Màu vàng là gì con? Minh nè. Màu vàng là gì? Để mẹ quấy. Thôi đừng phá mẹ. Màu vàng là yellow. Giỏi. Còn màu tím? Là purple. Còn màu trắng? Là brown. Giỏi. Ừ. Còn trái dâu là gì? Là berry. Strawberry. Còn con thỏ? Trà bát. Rabbit. Con bánh của trà trỏ trúng tâm kim luôn. Ừ, trời ơi. Lấy cây nó quýnh củ cây đỏ trúng con chim luôn. Mẹ là gì? Mẹ là mo gì? Trúng tâm kim luôn. Mẹ là gì con? Trúng tâm kim. Ôi, nói cho mẹ nghe coi.